Màu acrylic và màu gouache khác nhau như thế nào? Đầu tiên là hai cái màu này đều có tốc độ khô khá nhanh, độ che phủ thì mấy cái màu khác phải gọi bằng ông nội. Tiếp theo là về màu acrylic thì phù hợp để vẽ lên tường, quần áo, giày dép và nhiều chất liệu khác mà không sợ bị phai màu, chống thấm nước hoàn toàn nha. Màu này có thể chồng nhiều lớp lên với nhau nên rất dễ chỉnh sửa. Màu này khá là dễ bảo quản vì không sợ bị mốc như những loại màu khác. Nhược điểm cũng tại vì nó khô quá nhanh cho nên là mình sẽ không kịp thao tác gì luôn. Chấm điểm 9 điểm rưỡi trên 10. Còn màu gouache thì rất dễ phối màu, tốc độ khô vừa phải. Các màu sẽ hòa quyện vào nhau một cách mượt mà hơn, tạo nên chiều sâu của bức tranh. Nên vẽ những bức tranh phong cảnh dạng này rất là phù hợp. Chất màu thì mình đánh giá màu gouache đều và đẹp hơn. Màu này thật sự phù hợp cho những bạn nào mới tập vẽ hay thậm chí là trẻ em đều có thể sử dụng được luôn nha. Màu này thì không có kháng nước nhé. Bảo quản sẽ khó hơn màu acrylic. Bù qua sót lại thì mình cũng chấm 9 điểm rưỡi trên 10. Tùy vào nhu cầu của mọi người mà sẽ lựa chọn cho mình một bộ màu phù hợp nha.